Với sự tiến triển của ngành y học, các nhà nghiên cứu luôn tìm cách chữa trị và cứu giúp mạng người nhanh gọn và an toàn hơn trong những lúc khẩn cấp, với tiện nghi hoặc là thời gian eo hẹp, như trong trường hợp ở nơi chiến trường. Theo giáo sư đại học dạy nhi khoa về sinh hóa và sinh vật lý phân tử, ông Alan Doctor, hiện tại máu tươi được sử dụng có sự hạn chế khi dùng vì để bảo đảm được sự sống của hồng huyết cầu, máu phải cần đúng độ lạnh cho 42 ngày, nhưng phải dùng trong vòng 4 tiếng khi hết lạnh. Vì vậy, những nơi như chiến trường, để bảo quản nhiệt độ lạnh rất là khó khăn. Nghe như khoa học viễn tưởng, nhưng hiện tại, các bác sĩ đang trong quá trình nghiên cứu làm máu nhân tạo bằng bột. Chỉ cần pha với nước là có thể dùng trong những trường hợp cấp bách. Ông Alan Doctor và đồng nghiệp của ông đã tạo thành một loại máu nhân tạo gọi là erythema. Theo kết quả xét nghiệm qua những con chuột, máu nhân tạo erythema đã cứu được những con chuột đã mất đi khoảng 40% máu. Ông Doctor nói phải cần thêm rất nhiều cuộc nghiên cứu, học hỏi và xem xét trước khi thí nghiệm trên mạng người. Nhưng ông mong rằng máu bột sẽ là một tia hy vọng để cứu mạng binh sĩ hoặc những ai cần khi khẩn cấp. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịt Đốm đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.